0961 2374, 2373 2374, 0961 nấm. Kem 18 triệu bao ổ không ăn tại mẫu bệnh. Trung bình nó sẽ rơi trên dưới 10 m. Level em ông kia ngày đầu nhà chính level 25. Ủ ghê vậy, nhanh dữ vậy hả? K126M không nạp là đầu KVK hay cuối KVK? Cuối KVK 26M. Rồi vào KVK 10M đến 12, 13M để biết chơi xiên. Còn không nạp mà đầu KK 26M thì là không thể rồi. Còn không thì phải ấy mẹ, nhà hít rương, kiểu như hít rương mỏi tay may. Giburat bộ đâu có GOVN nữa ta. GOVN. Ủa cầm này là cầm đợt trước có 2373 gì đúng không? Clan Việt ấy, 2373, 2367 gì đấy. Này lag à, tôi thấy bữa giờ bữa nào nó không lag hết. Ờ, 2377 đúng rồi, cộng này nè, cộng mà bữa xem K3 mà vừa vào 3 phút đầu tiên là win luôn ấy. Cộng này nè, với cộng nào. Đúng rồi, cộng này nè, hôm bữa vào xem mới 3 phút đầu là win kinh lên luôn. Oh, xịn trò. Mọi thiệt hại 3%, giảm thiệt hại phải chịu 3%. À, you rap. Rồi sửa lại chỗ này win K3.
mà cộng cộng này bên 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 thắng K3 này thấy mạnh quá mà. Ủa vô 30 phút mà nó đè sạch kinh lên rồi. GOV. Đây cũng Việt Nam nè. Về chưa? À, kinh kinh khủng thật. Hai bốn mười bảy tuyển K3 thì liên hệ ai nhỉ? Nãy có ông kia ông chat mình ghim lên xong rồi, tôi chả biết, nó thấy anh em tuyển người thì ghim cho anh em thôi. Ở Việt Nam nè, to như cái bom kinh thật. Tới K3 đã 7 BQ rồi. Dã man thật sự. Và 28. Trời ơi. Rồi bên đây má toàn bot Việt, bot bự không. Xin về đây nè, Hoàng Nguyễn Hoàng Kinh. À, toàn bot Việt, toàn bự 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 không à. ARK đăng ký một người được không? Được luôn. Một người cũng được. Kingdom tôi nó toàn chơi người. À một người thì không biết nhé, một người thì không biết, một người tôi chưa thử bao giờ. Hai người trở lên. Toàn chơi kiểu hai người cũng có, nhiều lắm. Nhưng mà một người duy nhất thì tôi chưa biết, cái đấy tôi chưa thử. Sorry. À. Thấy chưa anh em, mẹ nhiều boss Việt Nam khủng lắm ấy chứ, mà có điều nếu người ta không không người ta ít chém gió nên ít biết thôi, chứ mà nhiều boss Việt Nam khủng quá trưởng ra. Ạc ạc boss hồi nãy bên GOVN là chơi từ K1 lên đấy. Bởi vì đợt người ta đánh K1 mình có xem mà. Đợt cái kênh Dom ấy đánh K1 mình có xem nên mình nhớ. Này là bay về nhiều nè. Hai sáu mốt khắc ít rồi. À đầu kỳ chán thật sự, mùi vàng trăm mờ nhiều thế nhỉ, nhiều rương không anh em? Thấy bầu này chắc nhiều rương phết đấy. Trời ơi, nó đánh K2, K3 kìa. Và 25. À, bài tư đấy mình xem rồi mà. Bài tư là lấy dít nè. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need.